Anh đã đi làm chưa? Hôm trước em lo cho anh lắm. Ủa, sao hôm qua anh ngủ ghế sofa vậy ta? Tối hôm qua em về lúc mấy giờ? Sao anh không nhớ gì hết? Anh tắm cả trong bia rượu như vậy, làm sao mà nhớ được? Anh cứ kéo dài tình trạng nhậu nhẹt như vậy, em không kiềm chế được á, thì đừng hỏi tại sao em làm xấu mặt anh trước mặt bạn bè anh. Lúc đó anh đừng có trách. Nè, đàn ông á cũng có lúc phải nhậu nhẹt chứ. Em muốn anh không nhậu nhẹt á, cứ để anh mặc váy đi ra đường nha. Anh mặc váy có lẽ đẹp hơn đó. Cái vẻ bê bết, áo quần thì sọc sạch, nằm co quắp trên sàn nhà, người thì nồng nặc mùi rượu, chúa lấy chúa lè, thấy mà ghê. Thôi, được rồi, anh xin lỗi. Nè, bây giờ anh đi làm đi, không thôi trễ đó. Hôm nay anh có một cuộc gặp khách hàng quan trọng lắm đó. Anh đi nha. Alo sếp hả? Sáng nay tự nhiên em bị đau bụng nên sếp cho em nghỉ một buổi nha. Dạ, cũng chưa rõ thế nào nữa. Dạ dạ, em cảm ơn sếp nhiều. Sao vậy? Đi đường mà không chịu nhìn trước nhìn sau gì hết. Dạ em xin lỗi.